Các bạn. Ok, câu hỏi đầu tiên mang tính tập thể là sau trận hòa với câu lạc bộ Quảng Nam ấy, thì đó cũng phải là một cái cú vấp mà câu lạc bộ Hà Nội sẽ hướng tới 3 điểm trong cái trận đấu gặp Thanh Hóa hay không? À, với Thanh Hóa vừa rồi thì câu lạc bộ Hà Nội không phải là một trận đấu đó mà trước khi đi câu lạc bộ Hà Nội đã có một sự dự phòng với sự khó khăn về lực lượng cũng như sân bãi, thì với một điểm hòa một trận hòa vừa rồi thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn thanh niên vẫn tự tin để chiến đấu cho trận với Thanh Hóa. Thế là khó khăn ở trận gặp Quảng Nam đã giảm đi một nửa khi mà chúng ta được trở về sân nhà để thi đấu. Vậy còn nửa còn lại với những tình hình lực lượng thì quý có thể cập nhật tình hình của Omai và một số chủ cột các Quang Hải. Với tình hình lực lượng ở trận đấu tới thì câu lạc bộ Hà Nội cũng đã khắc phục tốt, cũng chữa trị chấn thương rất tốt để có thể quay trở lại sớm nhất, và Quang Hải cũng sẽ có thể trở lại trong đời lúc thôi. Chào Ô Mai, cảm ơn. Vâng. Ok, đó là những câu hỏi mang tính tập thể. Với cá nhân thì có thể nhận thấy là trong hai trận đấu gần đây, Quý khá là thành công trong những sự lựa chọn thay người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Vậy thì Quý có thể giải thích rằng là sau khi mà thay người thì những yếu tố nào đã giúp Quý phải chơi một cách rất là hay và thăng hoa đến như vậy không? Với em thì luôn luôn chuẩn bị ở trên băng ghế dự bị, mỗi khi thay màu xanh thì em luôn cố gắng hết sức và có được những tình huống bóng, xử lý bóng và đủ tự tin để có thể chơi. Khi mà ngồi trên băng ghế dự bị em vẫn luôn tập trung và theo dõi các đồng đội thi đấu. Quý suy nghĩ thế nào về nhận định Quý bây giờ thực sự là một quân bài chiến lược của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong một cái thế trận mà Hà Nội gặp nhiều khó khăn? Với em thì không phải là một quân bài chiến lược mà đó là một sự thay người của huấn luyện viên nhằm nhắm vào những cầu thủ trước đó có những buổi tập tốt cũng như sự thể hiện tốt, thì huấn luyện viên sẽ đưa vào sân và thể hiện tốt, thì đó là một điều mà cả đội luôn mong muốn. Cứ chơi tốt mỗi khi được vào sân thì Quý có tự tin sẽ chiếm một vị trí chính thức không? Với em thì em vẫn luôn mong điều đó xảy ra và em sẽ luôn cố gắng để có được những gì tốt nhất, sức khỏe tốt nhất cho bản thân và cố gắng để làm thế nào mà có được vị trí chính thức trong đội hình của Hà Nội. Xin được hỏi Quý một cái câu hỏi ở trận Thanh Hóa là Thanh Hóa bây giờ họ đang gặp rất là nhiều khó khăn, gặp khó về tứ bề, thì đấy phải là cái cơ hội để cho Hà Nội tự tin rất nhiều trong mục tiêu giành một chiến thắng. Với em thì đó không phải là điều dễ với câu lạc bộ Hà Nội. Với những đội bóng nằm ở dưới cuối bảng thì luôn thi đấu gặp với Hà Nội luôn thi đấu hết sức và thể hiện hết mình để có được điểm cao nhất trong các trận đấu, thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn luôn dè chừng với đối thủ là Thanh Hóa. Samson thì sao? Hoàng Vũ Samson thì sao? Với Samson quay trở lại sân nhà của Hà Nội thì anh Samson cũng sẽ luôn thể hiện hết mình. Với một cái sắc áo của anh đang khoác thì em nghĩ đây là cũng một điều rất khó khăn với Hà Nội cũng như với đối thủ Samson. Các bạn đồng nghiệp khác? Quá Hoàng Vũ ạ. Quý có nghĩ là mình với những cái đóng góp của mình trong hai trận đấu gần đây nhất thì mình đang là một trong những cái nhân tố mang lại may mắn cho câu lạc bộ, và sau khi có những cái đóng góp đấy thì cái cảm xúc, cảm giác của Quý như? Quý nhìn anh sẽ trả lời đi. Với em thì những trận đấu vào sân thay người mà luôn có những kết quả tốt với bản thân cũng như cho câu lạc bộ thì em cũng rất là vui và tự hào, và luôn nghĩ với bản thân thì cần cố gắng nhiều hơn nữa để cố gắng cho làm nhiều hơn nữa cho câu lạc bộ cũng như bản thân mình thể hiện tốt hơn. Với cái phong độ mà đá tốt như thế thì có cái thói quen nào mà Quý giữ cho mình để mà giữ được cái sự may mắn đấy trong sân không? Ví dụ như để râu ấy. Râu này là hên xui lên. Em thấy để râu như này thì lâu lâu mình thay đổi bản thân mình một tí để có những cái điểm vui vẻ giống như thay đổi khuôn mặt của mình. Để râu này em thấy rất đẹp. Thế bằng cái cách nào mà Quý có được cái phong độ tốt trong quãng thời gian gần đây, chẳng hạn như mình tăng cường tập luyện hay là mình có một cái yếu tố tâm linh nào đó chẳng hạn? Với em thì em thiên về tâm linh nhiều, mà em luôn cố gắng nỗ lực mỗi khi ra sân tập cũng như thi đấu thì kết quả nó sẽ duy trì thể lực cũng như cái hơi thở, nhịp độ của mình để có thể mỗi khi vào sân bất cứ lúc nào mình thể hiện tốt nhất. Anh xin được hỏi Quý câu cuối này. Trước đây khi mà theo Quý ở giải U19 quốc gia thì biết đó thời điểm đấy là Quý là đội trưởng của VFF. Sau một thời gian mà Quý hòa nhập với Hà Nội thì có lẽ là ở môi trường rất là nhiều những hào thủ thì Quý khá là trầm. Và đây đã phải là một cái giai đoạn mà Quý cảm thấy mình thực sự là chững chạc, thực sự là mình trưởng thành hay chưa, và sẵn sàng để trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của ban huấn luyện. Với em, cá nhân em thì bản tính của em là nó kể cả BVF hay là ra Hà Nội thì em luôn tính của em là trầm như thế, ít nói cũng như ít tiếp xúc với những người lạ, thì đó là một bản tính của em.
Còn về những thay đổi thì với em thì em cũng không thay đổi gì, em vẫn luôn ra sân chiến đấu hết mình từ lúc BVF cũng như là ra Hà Nội tới bây giờ thì em vẫn giữ bản tính của em như thế. Cảm ơn Quý về cuộc trao đổi này và chúc Quý sẽ còn thành công. Cảm ơn em. Cảm ơn nhé. Cảm ơn.